Mình tên đầy đủ là Đỗ Thành, hiện là tư vấn viên của Oliplan, tính đến nay được gần 8 tháng. Thì mình rất hân hạnh được đứng lên đây để chia sẻ với các bạn về cái kết quả mà mình đã sử dụng trong thời gian qua. Thì đây là cái buổi trước đây thì da mặt của mình nó có vấn đề là tất cả những cái gì vấn đề về da mình học rồi hầu như nó có trên khuôn mặt của mình hết, bị da không đều màu nè, rồi thiếu độ săn chắc nè, rồi và cái đặc biệt nữa là mình có cái bọng mắt đó, bọng mở ở mắt. Thì mình đã từng có suy nghĩ và mình dự trù là mình sẽ đi thẩm mỹ nhờ giải phẫu để giải quyết vấn đề mà bọng mở ở quanh mắt mình. Nhưng mà các bạn thì sau khi được tư vấn là mình phải bỏ một số tiền mặt từ 4 đến 5 triệu mới giải quyết được vấn đề nào. Thì ví dụ mà được bỏ ra 4 5 triệu mình được đẹp thì sẵn sàng mình bỏ, nhưng mà cái điều mình sợ nhất đó là mình sợ đau, với lại sợ mình bị rủi ro. Tuy rằng cái tỷ lệ phần trăm nó rất là nhỏ, nhưng mà lỡ mình rơi vào cái rủi ro đó thì sao? Ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, lỡ có chuyện gì đó thì cái cửa sổ lắm luôn là xong luôn. Rồi mình đã biết đến được công ty Oliplan nhờ qua một người bạn, và sau khi trở thành tư vấn viên của công ty mình có nhờ các bạn tư vấn mình tham khảo catalog, thì mình để ý đến chú ý đến cái bộ sản phẩm là Ecollagen. Nó có cái công dụng là giúp giảm cái nếp nhăn đến 33%, và đặc biệt là mình chú ý đến cái kem dưỡng da mù mắt đó. Mình đọc được cái thông tin lên trên đó là nó trong catalog ghi là giảm bọng mỡ nè, mờ nếp nhăn nè, mờ quầng thâm nè. Mình thấy đây là cái vấn đề để mình giải quyết cái tình trạng của mình da bây giờ. Thì các bạn biết không, là mình mua liền, mặc dù cái lúc đó niềm tin của mình cũng chưa có đủ lớn, mình không biết là nó có hết hay không, tại vì mình mới tham gia mình đâu biết, mà mình nhờ giải phẫu thẩm mỹ thì là mình không dám rồi, cho nên cuối cùng mình chọn luôn, mình chọn cái phương giải pháp này luôn. Và sau khi xài cái hết cái tiết kem thứ nhất đó, trong vòng là 2 tháng, thì mình thấy cái vấn đề về bọng mỡ nó giảm hẳn từ 20-30%. Và thế là tiếp tục mình lại tiếp tục xài tiếp đến cái thứ hai, thì tức là trong vòng khoảng 4 tháng, và cho đến nay thì các bạn thấy bọng mỡ trên mắt mình như thế nào? Giảm. Không biết, chị thấy là đẹp quá. Là đẹp. Thì đó, thì cho nên mà sau khi dùng sản phẩm này xong thì mình hoàn toàn cái niềm tin của mình đó là coi như là hoàn toàn tuyệt đối. Thì mình cảm ơn sản phẩm của Oliplan, mình cảm ơn công ty, và mình cảm ơn, nói chung là cảm ơn tất cả những gì mà đã đem đến cho mình có được ngày hôm nay. Và qua cái kết quả này, mình muốn nhắn nhủ đến các bạn tư vấn viên là nếu những tư vấn viên mới mà mới tham gia chưa có đủ niềm tin thì đây là cái kết quả để làm bằng chứng xác thực, thì các bạn hãy vững tin hoàn toàn 100% tuyệt đối vào cái sản phẩm của Oliplan. Để từ đó mình mới mạnh dạn chia sẻ cái kết quả này, cái sản phẩm này đối với đến với lại khách hàng, và từ đó mới tăng doanh số và cái thành công của mình sẽ đến gần hơn.